Yeah. Mà đã bao giờ dành thời gian để ngắm một bông hoa, giữa tròn cảm xúc đam mê xoay xưa nghe một khúc ca. Bông hoa thật đẹp và khúc ca thật hay, mỹ cảm trong tâm hồn bạn làm nên những tiếng vỗ tay. Cái đẹp này như thế xuất phát từ cuộc sống này, khi những chất liệu cuộc sống tràn đầy trái tim nghệ sĩ vút bay. Tuy nhiên cảm nhận ở đây không phải giống nhau hết thảy, mỗi người riêng một đôi mắt đôi tai khác nhau để nghe để thấy. Vẫn loài hoa ấy có người khen kẻ chê, chỉ một ngôi nhà thôi mà mỗi góc nhìn một vẻ. Không ai tắm hai lần một dòng sông, bởi lẽ nó không ngừng chuyển động. Có lẽ nó về cái đẹp là một phạm trù rất rộng cuộc sống. Mảnh đất phì nhiêu màu mỡ sản sinh ra nghệ thuật, không phải ánh trăng lừa dối mà là những tiếng khổ đau. Nghệ thuật dẫn dắt con người vào một thế giới muôn màu, trong đó cái đẹp là hình mẫu mà người nghệ sĩ cần khắc sâu. Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn muôn màu muôn vẻ, dòng sông cứ thế trôi đi, sự vật đổi thay mới mẻ. Cái đẹp tồn tại quanh ta không chỉ trong bài văn bức vẽ, mà trong cuộc sống lao động hàng ngày giản đơn lặng lẽ. Hướng tới chân thiện mỹ, con người luôn tự hoàn thiện mình, mỗi hành vi mỗi lối sống ở trong xã hội hay gia đình. Cái đẹp là nụ cười thân thiện, nhân ái và văn minh. Bạn sẽ là người đẹp nhất khi bạn yêu đời bằng trái tim. Trang phục của người phụ nữ từ ngàn xưa đến nay luôn luôn là một miền đất để cho cái đẹp vút bay. Người phụ nữ nào đó hoa dịu dàng đẹp xinh biết mấy, cho nên trang phục của họ cũng đẹp tự nhiên theo nguyên tắc ấy. Trải qua năm tháng, trang phục liên tục đổi thay, ngày xưa khác, bây giờ khác, thậm chí là biến đổi từng ngày. Định nghĩa thế nào là mặc đẹp? Theo tôi là hài hòa đường nét, màu sắc tỷ lệ duyên dáng lung linh cuốn hút từng centimet. Tuy nhiên cũng tùy vào hoàn cảnh mà nói lên sự nhận xét. Ăn mặc phù hợp đúng lúc đúng nơi thì mới được coi là đẹp. Ví dụ như chơi thể thao mặc quần sóc trông khỏe khoắn, nhưng đi lễ chùa mà mặc như thế thì chẳng có gì là đẹp hết. Với truyền thống văn hóa Việt, để cao thái độ lễ tiết, ứng xử văn hóa trong trang phục luôn luôn là một điều cần thiết. Tôi nhìn ngắm chiếc áo dài và thấy sao nó đẹp đến thế, phải chăng nó đã thấm nhuần tinh hoa văn hóa gửi qua bao thế hệ. Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn muôn màu muôn vẻ, dòng sông cứ thế trôi đi, sự vật đổi thay mới mẻ. Cái đẹp tồn tại quanh ta không chỉ trong bài văn bức vẽ, mà trong cuộc sống lao động hàng ngày giản đơn lặng lẽ. Hướng tới chân thiện mỹ, con người luôn tự hoàn thiện mình, mỗi hành vi mỗi lối sống ở trong xã hội hay gia đình. Cái đẹp là nụ cười thân thiện, nhân ái và văn minh. Bạn sẽ là người đẹp nhất khi bạn yêu đời bằng trái tim. Nếu như bạn yêu một cô gái chỉ vì cô ấy xinh đẹp ư, vậy một ngày kia cô ấy xấu đi thì bạn sẽ hết yêu ư? Vẻ đẹp bề ngoài không vĩnh cửu, nó sẽ phải tàn theo năm tháng. Chỉ có vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp nhân cách chống chọi được thời gian. Nói như vậy không có nghĩa là sự phủ nhận dễ dàng, coi nhẹ nét đẹp hình thức, nét đẹp thể chất một cách vội vàng. Vẻ đẹp bề ngoài hấp dẫn là sự bổ sung cho phẩm chất, hai điều đó luôn gắn bó với nhau giúp cho con người hoàn thiện nhất. Chiếc máy phát điện đẹp không phải đẹp ở chiếc vỏ, mà là đẹp khi nó chạy ra dòng điện hình sin. Nhưng chiếc vỏ quá xấu thì cũng chẳng ai mua nó, bởi vì người ta nghĩ rằng nó xấu thì chất lượng cũng không có. Không coi nhẹ bề ngoài, song cũng coi trọng bên trong. Bốn chữ công dung ngôn hạnh của người phụ nữ phương Đông vẫn còn nguyên giá trị dù thời đại đã đổi thay. Không chỉ ăn mặc trang điểm thật đẹp này, ăn tiếng nói cũng phải hay. Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn muôn màu muôn vẻ, dòng sông cứ thế trôi đi, sự vật đổi thay mới mẻ. Cái đẹp tồn tại quanh ta không chỉ trong bài văn bức vẽ, mà trong cuộc sống lao động hàng ngày giản đơn lặng lẽ. Hướng tới chân thiện mỹ, con người luôn tự hoàn thiện mình, mỗi hành vi mỗi lối sống ở trong xã hội hay gia đình. Cái đẹp là nụ cười thân thiện, nhân ái và văn minh. Bạn sẽ là người đẹp nhất khi bạn yêu đời bằng trái tim. Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn muôn màu muôn vẻ, dòng sông cứ thế trôi đi, sự vật đổi thay mới mẻ. Cái đẹp tồn tại quanh ta không chỉ trong bài văn bức vẽ, mà trong cuộc sống lao động hàng ngày giản đơn lặng lẽ. Hướng tới chân thiện mỹ, con người luôn tự hoàn thiện mình, mỗi hành vi mỗi lối sống ở trong xã hội hay gia đình. Cái đẹp là nụ cười thân thiện, nhân ái và văn minh. Bạn sẽ là người đẹp nhất khi bạn yêu đời bằng trái tim. Yeah.